Để tí nữa lấy xong. Thế mẹ bóc bưởi cho ăn đấy. Con này. Ăn không? Đừng ăn vỏ con. Đắng. Bé béo, bố ra bé béo để ăn ăn nhiều. Quá, wow, ngon chưa? Ăn được không? Này con ạ. Ăn đi. Xong rồi. Ăn đi. Ngon không? Con thái cái này. Con bứt đi. Hả? Bứt đi. Bứt ngược lại. Vặn đi, đấy, đúng rồi. Trời.
Đây đây. Đi đâu rồi nhỉ? Yeah.
đến quả nào? Để chọn cho con. Để quả nào giờ chúng nói. Không được. Cô cho thái. Đây, hộp mẹ nè. Nó béo xuống cái này. Để xuống chỗ bao cho mẹ. Chắc chắn tìm một quả nữa. Được mấy quả rồi? 6 quả. Tôi đang làm cái lá. Đây đây đây. Mẹ ơi, cái trứng mẹ. Cái trứng mẹ này. Được mấy quả rồi con? 8 9 10 10 Nếu sẽ sâu. Sâu. Đấy, bây giờ cho mẹ đây. Vâng. Đếm hôm nay xem được bao nhiêu quả? Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bé sâu. Con run con ạ. Bé sâu. Run ạ. 3, 4. Chị đang bảo tối bé. Lấy đấy đi, gùi được thì lấy thêm. Đáng lẽ là cái cái báo này vâng, không chắc ạ, không chắc máy đâu, tí nó còn vâng, em cảm ơn chị nhá. Ừ. Vâng, em về luôn đấy ạ. Bên ơi, về đi con. Đấy, gùi. Về đi nhà cho mẹ. Rừng đẹp nhờ. Hay là bố tăng đấy. Chắc là bố con làm thôi. Ờ, còn anh làm bố con nhá. Mẹ ơi, có bức tư. Bố con sửa trường cho mẹ con nhìn đấy. Đây nè. Đây bố biết đây. Có rừng mới
con vừa thi không? Có. Con vừa thi thoải mái không? Có.